là ngày cuối tuần, cũng là dịp mẹ được nghỉ ngơi thư giãn và có thời gian dành cho Bòn Bòn của mẹ. Mẹ nhớ có lần Bòn Bòn đã hỏi mẹ một số câu hỏi về các đặc tính của các loài vật trong thế giới tự nhiên, như là khỉ leo trèo mãi không mệt hả mẹ? Rồi cả việc các con thú ăn lúc nào và mấy giờ phải đi ngủ nữa. Bòn Bòn đáng yêu của mẹ ơi, hôm nay hai mẹ con mình sẽ đến vườn bách thú thăm các con vật để Bòn Bòn nguyên liệu nuôi. Thêm phần thức ăn mặn là xương rán và một bát canh theo